Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến, khóa tu Phật thất lần thứ 41 này, chúng tôi có được cái duyên lành lớn, đó là được trên sư phụ cũng như chư đại đức tăng tài bổn tự hết sức là hoan hỷ cắt cử chỉ dạy chúng tôi lên đây để cùng với toàn thể quý Phật tử chúng ta ngồi lại bên nhau để tâm sự, để chia sẻ về những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên chúng tôi cũng không sao quên được những cái lời chúc tốt đẹp, đó là thành tâm nguyện cầu Hồng Anh Tâm Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì những bậc tôn túc hòa thượng, thượng tòa Đại Đức Tăng đã hướng dẫn, đã chỉ dạy cho toàn thể cơ tử chúng ta hết sức là kỹ rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ là một người ôn lại, nhắc lại những cái lời mà những vị giảng sư đã giảng cho quý vị nghe trong những buổi pháp thoại vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi đã thâu hết những vị giảng sư trong những ngày vừa qua trong cái băng hết rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ một việc nhỏ, đó là lấy cái máy cassette lên đây và mở cuốn băng này lại cho quý vị nghe, chứ chúng tôi thật sự không có cái gì để tâm sự và chia sẻ với quý vị hết. Mong quý vị hoan hỷ cho chúng tôi ha. Và trong lúc quý vị nghe cuốn băng này chúng tôi mở lại đó, nếu như có gì sơ sót, nhất là về những cái âm thanh nó không được rõ, tiếng được, tiếng mất, nó lập bập, làm cho quý vị nghe không có rõ. Nếu có gì sơ sót, mong quý Phật tử vì sự tu tập, vì lòng thương mà tha thứ cho chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ đứng trước vô vàn trái tim thân yêu, chúng tôi cũng xin gửi gắm đến quý Phật tử một đề tài với nhan đề đó là bỏ và nắm. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy đề tài có lạ không? Bỏ và nắm, không biết bỏ cái gì và nắm cái gì đây. Bỏ cục muối nắm cục vàng phải không? Bỏ 1.000 nắm 100 có phải không? Vào giờ này trong không khí hết sức là trang nghiêm và thanh tịnh, dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chúng tôi cũng thành tâm kính mời toàn thể quý Phật tử, chúng ta hãy đoàn kết, hãy thương yêu nhau, hãy nắm chặt tay nhau để cùng với chúng tôi mổ xẻ cái đề tài này, để rồi chúng ta tìm thấy những cái lời hay ý đẹp và những đạo lý nó nằm trong đề tài này mà được Đức Thế Tôn dạy. Mong quý vị hết sức là thương yêu và đoàn kết. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào, bởi vì thời gian rất là ngắn. Thì trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của hai động từ bỏ và nắm. Thì thưa quý vị, bỏ có nghĩa là sao? Bỏ nghĩa là ta không nắm một thứ gì, không giữ một vật gì, mà ta buông nó đi, thả nó đi, quăng nó đi, vứt nó đi, gọi là bỏ. Dễ hiểu không ạ? Có nghĩa là mình đang cầm cái sâu chuỗi này, bây giờ mình không muốn cầm nữa, mình bỏ này, mình quăng nó, mình giục nó đi, không còn cầm gì, gọi
là bỏ. Rồi một cái định nghĩa thoáng hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn, thân thương hơn, quý vị lắng nghe. Bỏ có nghĩa là chúng ta buông ra, thả ra, dục ra, quăng ra, vứt ra những thứ không cần thiết, những thứ không chắc thật, ảo ẩn, giả tạm, những thứ mà nó luôn luôn làm cho thân tâm của chúng ta phải đau khổ, phải phiền muộn, đầy tham, sân si, sầu bi, khổ não. Đó là một định nghĩa thoáng là bỏ. Và thêm nữa, chúng ta hãy tìm nghĩa, chữ nắm. Nắm có cái nghĩa là như thế nào? Nắm nghĩa là ta không bỏ một thứ gì, không buông một vật gì, mà ta luôn luôn cầm, nắm, giữ, lấy, chụp, ôm tất cả. Ấy gọi là nắm. Chúng ta nắm, chúng ta không bỏ ra ha? Chúng ta nắm hết, nắm một tay, nắm hoài. Nắm hoài là gọi là gì? Là không, không bỏ. Mà không bỏ gọi là gì quý vị? Là nắm, dễ hiểu. Nên là dễ hiểu. Mình nắm là mình không bỏ, còn mình bỏ là mình không, không nắm. Nên là dễ hiểu. Và một cái định nghĩa thoáng cho chữ nắm nữa là quý vị cố gắng lắng nghe. Nắm có nghĩa là chúng ta cầm lấy, ôm lấy, chụp lấy, giữ lấy những thứ cần thiết, những thứ chắc thật, những thứ mà nó luôn luôn đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều an lạc và giải thoát. Đó. Chứ không phải mà bỏ cục muối mà nắm cục vàng đâu nghe. Và một định nghĩa chung cho hai động từ bỏ và nắm. Chúng ta rút lại một định nghĩa chung cho quý vị hiểu. Định nghĩa chung đó là gì? Bỏ và nắm nghĩa là chúng ta bỏ đi một đời sống đầy sa đọa, đầy tội lỗi, đầy tham, sân si, đầy đố kỵ, đầy ganh tị, để nắm lấy một đời sống đầy đạo đức hơn, đầy thánh thiện hơn, đầy lòng thương yêu, bao dung và tha thứ hơn. Đó là một định nghĩa chung. Quý vị cố gắng thuộc, rồi giữa bài chúng tôi trở lại, chúng tôi kiểm tra bài, nếu vị nào thuộc á, thì cho 10 điểm, mà không thuộc á, thì bắt lên đây thuyết giảng dùm, chịu không? Chịu thì đưa tay lên. Rồi, thì đó, chúng ta tìm hiểu sơ qua định nghĩa hai động từ đề tài là gọi là bỏ và nắm, thì chúng tôi đã đi sơ qua cho quý vị hiểu rồi. Thì thưa quý vị, từ trước đến giờ, chúng ta đã thật sự buông bỏ chưa? Hay là chúng ta vẫn còn cố chấp, vẫn còn dính mắc? Thật sự chúng ta chưa buông bỏ, mà chúng ta hay nhầm lẫn, hay cố chấp, hay nắm giữ tất cả. Bây giờ quý vị biết chúng ta nắm giữ cái gì không? Đó là chúng ta nắm giữ về thân này, tâm này, tài sản này là thật có, là không hư hoại, là không thay đổi. Chúng ta cứ cố chấp nắm giữ ba cái đó. Nhưng thực sự thân, tâm, tài sản, đó là những cái vật như thế nào quý vị? Những vật ngoài thân, là những cái giả tạm, tạm bờ, mà chúng ta cứ cố chấp nó là thật, để rồi chúng ta phải đau khổ. Đó. Thì chỉ một cái niệm mà bất giác, một niệm vô minh không sáng suốt đó, mà đã làm cho chúng ta không nhận chân được thực tướng của các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ. Bây giờ quý vị đã nhận chân được các pháp chưa? Chúng ta bị chìm đắm trong sanh tử từ vô lượng kiếp là do chúng ta vô minh che lấp, không thấy được thực tướng các pháp, cứ chấp ngã, chấp ta, cứ cho là thật, để rồi chúng ta nhận giặc làm con, nhận giả làm thật, cứ mê mê mờ mờ, cứ đi vào trong bóng tối. Thì hôm nay chúng ta là người có phước được làm thân người, được gặp Phật Pháp, được gặp chúng tăng nương tựa Tam Bảo, đây là quý giá cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng định tĩnh lại để nhận thức thực tướng của các pháp, để rồi chúng ta không còn nhầm lẫn nữa, chúng ta không còn mê mờ nữa. Đó, cho nên thật sự các pháp á, đều là vô ngã, vô thường, là khổ. Thì bây giờ chúng ta này, khi mà chúng ta một niệm bất giác, một niệm mà vô minh không sáng rồi đó, thì chúng ta sẽ chấp ngã, chấp cái ta, chấp cái tôi, chấp của ta, của tôi, chấp cái tủ này của ta, chấp cái áo dài này của ta, chấp cái nhà này của ta, vân vân. Chúng ta cứ ôm hoài mà không bỏ,
ôm hoài có nặng không quý vị? Nặng không? Nặng lắm. Mình không ôm thì nhẹ, mà cứ ôm hoài nó nặng dữ lắm. Mà mình ôm hoài mà cuối cùng mình nó có ôm được gì đâu, nhưng vẫn ôm cái đó. Bởi vì cái chấp ngã, chấp ta không nhìn thức được thực tướng các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ, chúng ta không nhận thức được. Mà khi chúng ta không nhận thức được các pháp là vô thường, vô ngã rồi đó, thì cái tâm gì xuất hiện quý vị biết không? Tâm ích kỷ xuất hiện. Mà cái tâm ích kỷ xuất hiện rồi đó, đó là cái diện mối, nó gây cho chúng ta biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cái phiền muộn, làm cho chúng ta phải đầy ắp tham sân si sầu bi khổ não. Đó. Cho nên bây giờ để chúng ta bỏ đi những cái thứ không cần thiết và nắm những cái có thật chắc thật, hay là để đánh đổ đi cái tâm ích kỷ, để chúng ta xóa mở đi mọi cái khổ đau, mọi cái tham lam, mọi cái sân hận phiền muộn, thì ta phải hiểu thực tướng của các pháp. Đó. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị hiểu này, để chúng ta nắm đi, để chúng ta bỏ đi những cái thứ không cần thiết mà nắm những cái thứ cần thiết chắc thật, hay là để chúng ta đánh đổ đi cái tâm ích kỷ, xóa đi mọi cái phiền muộn, mọi cái đau khổ, mọi cái tham lam, mọi cái sân hận, thì Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên là phải hiểu thực tướng của các pháp. Hồi nãy chúng tôi nói thực tướng của các pháp là gì quý vị? Thực tướng của các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ. Bởi vì đây còn gọi là tam pháp ấn, ba cái pháp mà được Đức Phật ấn chứng đã đánh dấu rồi, đó là sự thật của cuộc đời. Mà đã Đức Phật ấn chứng đánh dấu rồi, có giá trị không quý vị? Có không? Có. Thì chúng tôi xin lấy ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Một cái người quan khi viết một cái lá đơn, để cho lá đơn đó có giá trị thì cần con dấu của ai? Cần dấu của ông vua. Mà khi ông vua đánh dấu vô rồi đó, thì cái lá đơn này có giá trị không? Có. Và thực tế ở chùa chúng ta, quý Phật tử hay là đại chúng đến đây nương tựa tại chùa Tam Bảo, gọi là tạm trú ở đây, mà khi mà đi học đó, hồ sơ thiếu một cái gì người ta được, cần là hãy xác nhận thầy tạm trú tại chùa Hoằng Pháp này. Mà khi cái lá đơn đó có giá trị thì mình phải qua chỗ nào chứng? Qua bên xã, công an xã, người ta đánh lấy con dấu, người ta đánh vào ngay cái đơn đó, xác nhận tạm trú đó, thì lá đơn xác nhận tạm trú mới có giá trị. Cũng vậy, bây giờ tam pháp ấn này là vô ngã, là vô thường, là khổ, là ba cái pháp mà Đức Phật đã ấn chứng, đã đánh dấu, như vậy rất là có giá trị. Đó. Mà thật sự chúng ta bây giờ phân tích tam pháp ấn vô ngã, vô thường, là khổ. Vô ngã, vô là không, ngã là cái tôi, là cái ta. Vô ngã có nghĩa là không, không có cái ta, không có cái tôi. Đức Phật dạy là các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt. Các pháp là do các nhân duyên nó gá hợp, mà các nhân duyên gá hợp nó mới tạo thành một pháp hoàn hảo. Mà một pháp hoàn hảo đó là do các nhân duyên giả hợp lại, thì nó đều vô ngã, không có tự tánh, không có tự thể. Đây là vô ngã. Quý vị hiểu cái từ vô ngã chưa? Có nghĩa là từ vô ngã này nó không có tự tánh, không có tự thể, mà nó do các nhân duyên hợp lại, nó đủ duyên thì nó thành, hết duyên thì nó tan. Không có ai làm cho nó có, và cũng không có ai làm cho nó mất. Mà nó đủ duyên thì nó còn, nó hết duyên thì nó tự tan, tan vỡ. Nó không thật có. Bây giờ chúng tôi xin lấy ví dụ về một cái pháp vô ngã cho quý vị được hiểu. Bây giờ cái bàn này là một pháp hoàn hảo, quý vị đồng ý không? Một pháp hoàn hảo có nghĩa là cái bàn này chúng tôi ngồi đây tâm sự với quý vị được là một pháp đã hoàn hảo, là một cái bàn hoàn hảo rồi. Mà trong cái bàn này có những cái nhân duyên gì nó kết hợp? Thứ nhất là tâm ván. Mà chúng tôi xin hỏi quý vị nè, một mình tấm ván thì có làm nên nổi cái bàn này không? Một mình tấm ván thôi á, có làm nên nổi cái bàn này không? Không.
Nhưng mà bên cạnh tấm ván đó cần những yếu tố nhân duyên gì nữa? Thứ nhất là ông thợ, cây đục, cây đinh, công sức. Những yếu tố nhân duyên đó nó hợp lại, nó mới tạo thành một pháp hoàn hảo. Đó là cái bản hoán hoàn hảo. Đó. Mà khi chúng ta phân tích ra, một bên này là tấm ván, một bên này là ông thờ, một bên này là cái đục, một bên này là cái đinh, thì chúng ta gọi cái bàn được không? Không, mà chúng ta phải gọi cái này này, cái đống này là đống ván này, còn đấy là gọi là ông thờ này, cái đống này gọi là đống đinh này, đúng không? Chứ chúng ta đâu gọi cái bàn được. Cho nên là một pháp nó có được là do nhân duyên nó đủ thì nó mới thành, nó hết duyên thì nó tan vỡ. Cho nên các pháp do duyên sinh mà cũng do duyên mà diệt. Do duyên sinh thì nó không có từ tánh, không có từ thể, không có từ tánh, không có từ tướng, rồi thì nó là vô ngã. Đó. Quý vị hiểu được cái thật tướng các pháp chưa? Là vô ngã là như vậy đó. Chúng ta phải hiểu để rồi chúng ta không còn nhầm lần nữa. Thì đó là cái từ vô ngã. Tiếp nữa chúng ta hiểu đến cái vô thường. Vô ngã, các pháp vô ngã thì nó kèm theo thì phải vô thường. Vô thường, vô là không, thường là thường, vô thường là không thường. Mà các pháp nó luôn luôn biến đổi, không đứng yên một chỗ. Hoàn cảnh ở bên ngoài đó, nó chỉ bị chi phối bởi quy luật gì quý vị? Thần, trụ, hoái, không. Rồi về nhân sinh quan là những cái bậc mà hữu tình sống, có sự sống, có tình cảm đó, cũng bị chi phối bởi cái gì quý vị? Sân, già, bính, bình chết, không một vật nào mà đứng yên cả, cho nên gọi là vô thường. Các pháp vô ngã, mà vô ngã là kéo theo vô thường. Vô thường có khổ không quý vị? Khổ không? Vô thường là khổ chứ sao không? Mình muốn giữ ông chồng đẹp trai giàu sang làm vua hoài mà một mai là trúng gió chết thì mình khổ không? Khổ, đúng không? Vô thường là đưa đến cái khổ. Mình cứ ôm mãi đời sống giàu sang, mình ham sống sợ chết, cho con giữ mãi cuộc sống này, cho con giữ mãi người chồng tuyệt vời này, mà khi vô thường đến rồi mình có khổ không? Khổ, đâu có nắm được. Bây giờ vô thường, và chúng ta hãy xoáy vào vô thường, hãy nhìn thấy rõ các pháp để chúng ta tu tập. Cái căn bản là chúng ta phải nhìn vào vô thường gồm có cái gì? Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Quý vị thấy tâm mình có bền chắc không? Có thật không? Không thật quý vị. Cái thân này hết sức là mỏng manh, hết sức là tạm bợ, như giọt xương đầu ngọn cỏ, như dây leo qua miệng giếng, như cây mọc ở bờ, như bông sớm nở tối tàn, sáng còn chiều mất, như điền chớp, như mây bay. Đó, thân nó ảo ảnh như vậy. Mà màng sống của con người chúng ta đó là nó ngắn ngủi, nó vô thường, nó chỉ vọn vẹn trong hơi thở vô ra thôi. Mà mỗi khi chúng ta hít vô mà không thở ra đó là chúng ta đã biến thành người gì? Người thiên cổ rồi. Nó ngắn ngủi như vậy thôi. Cho nên chính từ cái chỗ này mà khi Đức Phật còn tại thế, quý vị biết, Đức Phật mới hỏi ba vị tỳ kheo. Hỏi vị thứ nhất á: này con, màng sống con người sống trong bao lâu? Vị tỳ kheo thứ nhất trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, màng sống con người sống trong vài ngày. Lúc này Đức Phật chê trách: trời ơi, con chưa hiểu lời ta dạy, con mới hiểu được cái gia của Phật Pháp không à? Rồi tiếp tục Đức Phật hỏi tỳ kheo thứ hai. Thì vị tỳ kheo thứ hai trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, màng sống con người sống trong vài bữa ăn. Thì cũng bị Đức Phật chê trách: trời ơi, con chưa hiểu lời ta dạy, mới hiểu được cái gì? Cái thịt của Phật Pháp không à? Rồi vị tỳ kheo thứ ba trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, màng sống con người sống trong hơi thở vô ra. Thì lúc này Đức Phật hết sức là tán thán khen người vị tỳ kheo này đã hiểu được lời ta dạy, đã hiểu được tần cốt tủy của Phật Pháp. Quý vị có đồng ý với vị tỳ kheo thứ ba không? Ai đồng ý thì đưa tay lên. Đó. Nó ngắn ngủi, nó chớp mắt như vậy đó quý vị. Cho nên là rất là ngắn ngủi.
Đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày. Vô thường chợt đến nào ai biết, chớ nên lần lừa hèn nay mai. Quý vị đừng có hèn, khi vô thường đến rồi, này em vô thường ơi, cho chị hèn 5 ngày rồi chị chết cũng được, có được không? Không được, nó chết rồi, nó chết rồi, không có hèn cái gì hết á. Chúng tôi tới bắt chị là chị phải đi cho có hèn. Cái vô thường nó bất đắc kỳ tử, không có ngày giờ. Quý vị biết không, không có ngày giờ, không hẹn. Đó, cuộc đời chẳng có là bao, cũng như giấc mộng tan vào hư không. Biết thế cũng đừng nên trông, mà ta phải ráng gắng công tu, tu hành. Chúng ta hiểu được các pháp vô ngã, hiểu được cái thân này không có cái ta, không có cái tôi, nó giả tạm vô thường. Thì khi chúng ta hiểu được giả tạm vô thường rồi, chúng ta phải như thế nào quý vị? Phải cố gắng tinh tấn tu tập, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nó uổng ghê lắm quý vị, không phải dễ kiếm được cái hạt giống cái nhân mà quý vị bây giờ ngồi đây đâu, không phải dễ đâu. Mà bây giờ có được rồi, mà quý vị phải hiểu thực tướng của các pháp là vô ngã, là vô thường, để rồi chúng ta không bám níu, không nịnh bợ nó, mà mượn nó làm phương tiện để tu tập. Đó là người đệ tử Phật đó. Cho nên từ trước đến giờ chúng ta bị vô minh che lấp, cứ vào ra trong sanh tử luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula nhân thiên, là do chúng ta một niềm bất giác, không nhận chân thực tướng của các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ. Đó. Đời người sống chẳng bao lâu, 60-70 tuổi chớ đâu nhiều gì. Nếu ta không gấp tu trì, vô thường chợt đến phải đi luân hồi, vào 4 đường ác thương ôi, súc sanh ngạ quỷ sau rồi tu la, địa ngục khổ nhất đó mà, 100.000 muôn kiếp thoát ra dễ gì. Thương mình nên phải xét suy, pháp môn tìm đồ ta thì tu mau. Như vậy qua phân tích vô thường đó, quý vị thấy cái thân mình có giả tạm không? Giả tạm rồi chúng ta như thế nào? Có còn bám níu không? Không còn bám níu thì chúng ta phải làm sao? Phải gấp rút tu quý vị, đừng để trôi qua thời gian uổng lắm. Phải cố gắng tu quý vị ha. Chúng tôi phải cố gắng tu thôi nó uổng. Rồi đó là nói về thân vô thường. Rồi đến tâm, tâm có vô thường không? Tâm cũng vô thường nữa. Cái thân ngũ uẩn này vô thường rồi thì nó tâm càng vô thường. Tâm chúng ta là sao? Nó lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia, lúc giận, lúc hờn, lúc buồn, lúc tủi, lúc tham, lúc sân, lúc si, đủ thứ chuyện trên đời hết á. Đó gọi là cái vô thường. Còn nó vô thường gì? Tâm chạy vào rừng sâu, tâm chạy rong đồng nội, cùng khắp nơi hư không, như khỉ vườn trong rừng. Đó là kinh A Hàm dạy. Tâm chúng ta gọi là tâm viên ý, ý mã. Tâm viên ý mã là tâm như khỉ, ý như ngựa. Mà con khỉ mà nó leo trên cây rồi thì nó có đứng yên một chỗ không quý vị? Nó nhảy chỗ này, nó chụp cái kia, nó nhảy qua này, nó phóc xuống dưới. Đó, là cái tâm mình nó lăng xăng gì đó. Bây giờ mình phải cột con khỉ lại. Cột con khỉ lại chưa? Đừng để chạy nghe. Mấy ngày này á, Phật thất là quý vị đang cột con khỉ lại đó. Mà cột con khỉ lại bằng cái gì? Bằng câu gì? À, câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cố gắng mình đàm bàn với con khỉ và khuyên con khỉ niệm Phật luôn. Chứ đừng để nó chạy rong rồi, nó tham, nó sân, nó si, nó đủ thứ chuyện trên đời làm mình khổ. À, bây giờ nó khỉ ơi, chị thương em lắm, chị cùng với, à em cùng với chị niệm Phật để rồi mình cùng nhau về gặp Phật A Di Đà. Nghe, mình cố gắng đồ con khỉ mình, cho mình không đồ là mình đau khổ ghê lắm á. Quý vị nhớ đồ nghe, đừng để nó cứ nhảy trên cây hoài mệt lắm. Đó, cho nên cái tâm chúng ta, cái thân vô thường rồi, cái tâm cùng vô thường như là khỉ chuyển cây và ngựa chạy ra ngoài đường, không đứng yên. Đó, chúng tôi phân tích sơ như vậy, quý vị nắm cốt lõi thôi. Và tiếp nữa, hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường là sao quý vị? Là như là ruộng vườn, nhà cửa, tiền tài, danh vọng, chỉ là những vật ngoài thân. Quý vị đồng ý không? Có nghĩa là những cái tài sản ở bên ngoài, ví dụ là tiền tài, danh vọng, bằng cấp, chức này, chức kia, vợ đẹp, con ngoan, ruộng vườn, nhà cửa, đó là những vật ngoài thân, không thật. Có ai mà khi nhắm mắt xuôi tay rồi có mang cục vàng đi không?
Ai mang cục vàng đâu đưa tay lên đây mình ghi vào nét. Không ai mang đi được. Cuộc đời nó giả tạm như vậy. Giàu sang quyền quý thế nào chỉ làm mộng huyễn mang vào được đâu. Khôn ngoan biết giả quay đầu, buông bỏ tất cả mới cầu tấn tấn trơn. Nhân mà chi, lời để mà chi, chuốc lấy đau thương khổ ly bì. Niết bàn mở rộng ta tìm đến, nhất tâm niệm Phật bất tứ từ nghỉ. Đó, chúng ta hãy buông hết đi, hãy buông hết mà nắm lại câu gì? Nắm lại câu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó, hãy buông hết đi để rồi nắm câu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó, như vậy cái tài sản nó hết sức là ngắn ngủi, hết sức là tạm bợ như vậy. Và khi chúng ta hiểu được cái tài sản gọi là hoàn cảnh vô thường đó, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta bỏ nó hay là chúng ta mượn nó? Quý tử, à, chúng ta biết nó, không phải là chúng ta dục nó đâu, là chúng ta mượn nó. Mượn nó để làm gì? Để tu tập, để bố thí, để làm việc việc thiện, đó mới gọi là bỏ. Bỏ không phải là mình quăng mình dục đâu, mà bỏ là mình biết mình nó là giả, nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là không thật, mà chúng ta không bám níu vào nó, không chết vì nó, mà chúng ta chỉ mượn nó. Chúng ta cũng vẫn sống như bao người, chúng ta còn sống cuộc đời mà, chúng ta phải cần thức ăn chứ, cần hoàn cảnh, cần áo quần mặc chứ, nhưng mà chúng ta vừa đủ thôi, gọi là thiểu dục trí, tri túc, còn dư bao nhiêu thì đem đi bố thí giúp đỡ người nghèo, đó mới ý nghĩa đúng là chữ bỏ. Đó, cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu thân vô thường, tâm vô thường, tài sản vô thường rồi đó, thì chúng ta cứ bo ích kỷ, mà bo ích kỷ rồi chúng ta có cho ai được không? Không cho ai được. Bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Chữ ôm đồng nghĩa với chữ nắm. À, bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà nắm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Ý nghĩa đó là chúng ta phải lấy để tu tập, bởi vì Đức Phật Thích Ca chúng ta đã cho chúng ta đó là một tinh thần hết sức cao thượng. Đó, ngày xưa Đức Phật bỏ cái địa vị vua, vợ đẹp, con thơ ngai vàng gấm lụa, nhờ bỏ cái địa vị đó mà bây giờ tam thiên đại thiên đều biết đến ngài. Nếu ngày xưa mà ngài cứ ôm cái quả vị vua đó thì bây giờ chỉ nước Ấn Độ biết thôi. Đó, bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bây giờ mình ích kỷ quá, mình không hiểu các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ rồi đó. Chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nắm chặt hoài. Bây giờ cái tay trái này của chúng tôi này, cứ nắm chặt hoài cái chuỗi này, không chịu buông ra, thì cái tay trái chúng tôi còn nắm được cái gì nữa không? Thưa quý vị, có nắm được cái gì nữa không? Không, mà ích kỷ dữ quá mà không cho ai mà. Thậm chí dư rồi cũng không cho, bởi vì cái lòng nó tham, không đáy mà, cứ nắm hoài, không chịu buông, ích kỷ quá. Nhưng mà cứ nắm hoài thì tay trái không còn nắm được cái gì hết. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu các pháp là vô ngã, là vô thường, là khổ, là không thật rồi. Chúng ta mượn nó làm phương tiện, bỏ nó đi, tay trái bỏ. Bỏ rồi thì tay trái còn cầm cái gì nữa không? Cầm để chúng tôi uống nước được quý vị. Uống nước xong rồi bỏ luôn, không ích kỷ nữa đâu. Bởi vì nó là giả tạm, mày ôm là cái gì? Bỏ, mày cầm cái khăn mày lau mặt được á, xé ra luôn. Đó, mình bỏ rồi mình lau mặt được, phải không? Rồi mình bỏ tiếp. Thôi lau mặt xong rồi mình bỏ đi. Bỏ rồi tiếp tục mình cầm được cái gì á? Thôi không cần nữa, nó giả tạm, không chơi mày, nó bỏ luôn. Nó không thật mà, bỏ cầm thêm cái này niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó, quý vị hiểu ý nghĩa của bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà nắm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Ngày xưa có ông vua gọi là ông vua Keo Kiệt, ông Trường Giảng Keo Kiệt đó. Có chuyện này trong Tiểu Bộ Kinh tập 6 trang 718 được Đức Thế Tôn kể như thế này. Quý vị nghe Đức Thế Tôn kể trong hệ thống Kinh Bộ Kinh Nikaya Nam Truyền,
Kinh Tiểu Bộ Kinh tập 6 trang 718, Đức Thế Tôn có kể câu chuyện như thế này. Là câu chuyện này được Đức Thế Tôn kể khi Ngài trú tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp cô độc tại thành Sa Vệ. Có một ông thương nhân lạ thường, có nghĩa là tài sản hết sức là giàu có tràn đầy, và bên cạnh đó uy lực uy thế rất là lừng lẫy. Nhưng mà quý vị biết không, cái ông này giàu có như vậy đó, quyền lực như thế đó, mà không hưởng một chút nào, hưởng là sợ mất, mà không hưởng rồi mà cũng không bố thí, không giúp ai hết, keo kiệt đến cỡ đó đó. Giàu sang mà hưởng là sợ hết, cho nên cứ không hưởng được, mà không hưởng được rồi mà không cho ai hết, khổ đến thế đó. Mà nếu mà dọn cho ông ta những cái thức ăn mà cao lương mỹ vị, ông ta cũng tiếc, không dám ăn. Ông nói thôi cất đi, để tôi ăn gọi là cháo tấm và tương chua được rồi. Mà nếu mà may áo quần tốt mà từ loại vải Kashi, thành phố Kashi hồi nước Ấn Độ là vải từ thành phố Kashi là quý lắm, mà được tẩm gọi là hương chiên đàn là quý lắm, chỉ có bậc mà quý phái mới dùng thôi. Thì ông ta cũng nói là thôi cất đi, tôi mặc cái áo bằng lông những con vật được rồi, thôi cất đi, uổng tiền lắm. Rồi nếu mà trang hoàng cho ông ta một chiếc xe ngựa ngay vàng đẹp, ông ta cũng tiếc, thôi các con hãy cất đi, tôi đi chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp được rồi đó. Rồi nếu mà sắm trong tâm một cái dù lòng đẹp bằng vàng lấp lánh đẹp lắm, mà mình thấy mình cũng mê, mà ông này sợ tiếc, không hưởng, sợ hưởng hết, ông nói thôi cất cái dù đó đi, để tôi đi cái dù bằng giấy được rồi. Suốt cả cuộc đời giàu có mà không hưởng rồi là không bố thí, không cho ai hết, ích kỷ cứ giữ hoài. Một hôm vô thường đến, ông ta lăn ngã ông chết. Chết rồi không thì tài sản không ai thừa kế, mà đặc biệt ông này không có con, quý vị. Không có con mà tài sản chết rồi, tài sản quá ư là nhiều rồi. Thì lúc này không ai thừa kế thì xung vào quỹ của nhà nước, quý vị. Lúc này các quan quân của vua là chở tài sản của ông này nè vào trong cung. Mà quý vị biết chở tài sản của ông là hết bao nhiêu thời gian không? 7 ngày 7 đêm mới hết đó quý vị. Biết cỡ nào không? 7 ngày 7 đêm mà chở hoài muốn hết, mà hết mà thời gian là 7 ngày 7 đêm thì ông đóng giàu đến cỡ nào đó. Thì lúc này khi chở xong rồi, ông vua này là Ba Senaji, gọi là vua Ba Tư Nạc, mới đến bạch Đức Thế Tôn: tại sao ông này cái nhân duyên gì mà hôm nay ông có tài sản giàu như thế đó, mà có tài sản giàu như thế đó rồi mà ông ta không hưởng, một người đáng chê trách, đáng lên án như vậy, tại sao ông ta lại giàu có tràn đầy như thế, và có rồi mà không hưởng gì hết? Thì kính mong Đức Thế Tôn, duyên cớ gì mà ông ta giàu, và duyên cớ gì mà ông ta không hưởng cái giàu đó, mà không hưởng cái giàu đó mà ích kỷ bo giữ hoài không cho ai hết đó. Và quý vị biết đó, cái duyên cớ gì mà ông trưởng giả này giàu không? Là Đức Thế Tôn nói cho vua Ba Tư Nặc biết là ông giàu là do kiếp trước ông này bố thí một đồ khất khách thực cho một vị độc giác Phật. Độc giác Phật cho nên bây giờ được tài sản phong phú như thế. Và khi ông ta, mà bây giờ ông ta có tài sản phong phú như thế mà ông ta không hưởng, mà không hưởng không cho ai, là bởi vì sao? Tại sao nguyên nhân nào mà ông ta không hưởng? Là Đức Phật nói là bởi vì khi ông ta bố thí xong rồi, ông ta mới khởi ý niệm, ý tưởng không hoan hỷ, không tốt. Ông ta nói sao? Ông trưởng giả nói sao? Giá mà cho gia nô ta ăn cái bát cơm này thì làm cho ta biết bao nhiêu công việc cực nhọc, ôi thật là thiệt thòi cho ta đó. Thế từ cái ý nghĩ mà bố thí không hoan hỷ, không trọn vẹn đó, vẫn có phước đó nhưng mà không hưởng được. Cho Đức Phật nói là cái phước mà được dồi dào là đối với những người khi mà bố thí tâm hoan hỷ trọn vẹn, từ đầu cho đến cuối trọn vẹn hết thì cái phước đó mình hưởng mới trọn vẹn được. Còn mình bố thí mà tâm không hoan hỷ thì mình có đó nhưng mà mình hưởng không được. Cho nên Đức Phật nói là cái phước sinh được là cái người bố thí phải hoan hỷ, người nhận phải hoan hỷ đó. Còn cái phước không sinh được, mình bố thí mà người nhận không hoan hỷ là phước không sinh. Và ngược lại, cái người đó nhận của mình mà mình bố thí không hoan hỷ thì kỳ phước cũng không sinh. Mà cái phước phong phú sinh được là hai người đều hoan hỷ, đó phước mới sinh. Như vậy qua câu chuyện này quý vị thấy
là ông này keo kiệt, cứ nắm hoài rồi có mất không quý vị? Mất, nắm tất cả rồi sẽ mất tất. Tất cả cuối cùng hai bàn tay trắng không mang được một cái gì đi hết. Qua câu chuyện này chúng ta phải cảnh giác cho mình. Bây giờ ai có giàu có, ai có nhiều tỷ, có nhiều vàng thì gấp rút làm bố thí, làm việc thiện để mình tạo cái phước thì sau này mình mới mang đi được. Chứ không ai mà mang theo cục vàng mười mấy ký đi được đâu, nghe không? Mà muốn mang đi được là chúng ta phải lấy cục vàng đó làm gì? Phải bố thí, phải giúp đỡ người nghèo, làm tất cả điều thiện, đó là người đệ tử Phật á. Và câu chuyện đó, rồi bên cạnh đó là ông keo kiệt, đó là do ông không hiểu là thật tướng của các pháp là vô ngã, vô thường, là khổ, cho nên ông ta cứ ích kỷ bám níu hoài. Nhưng bên cạnh này có một ông trưởng giả nữa, ông ta hiểu các pháp là vô thường, là vô ngã, là khổ, cho nên ông ta bố thí rất là rộng rãi. Bây giờ câu chuyện này cũng nằm trong Tiểu Bộ Kinh tập 6, trang 441, câu chuyện số 340. Đức Phật kể về câu chuyện là trưởng giả Visaha, tiền thân của Đức Phật. Rồi câu chuyện này quý vị biết đó, được Đức Thế Tôn kể như thế này. Ngày xưa là có một ông vua gọi là Paramadatta, dịch là Phạm Thọ, trị vì ở nước Ba La Nại. Bồ Tát là một đại thương gia tên là Visaha. Quý vị nhớ nghe, tên là Visaha. Thì cái vị này tài sản giàu có, uy lực quyền thế rất là lừng lẫy. Và bên cạnh đó, đại thương gia là Visaha, tiền thân của Đức Phật á, là có một cái trái tim, một tấm lòng hết sức là đạo đức nhân từ. Và đặc biệt quý vị biết không, là đại thương gia Visa này là thích làm các việc thiện, làm bố thí đó. Với cái tâm mà hết sức là cao cả, trái tim sống vì người không biên giới đó, mà ông ta cho xây cất các nhà bố thí. Tại xây cất là bốn cái cửa thành, có bốn cái nhà, rồi một cái nhà tại trung tâm thành phố và một cái nhà bố thí trước cổng nhà của ông ta. Như vậy có tất cả là 6 cái đài cái nhà bố thí lớn. Thì tại 6 địa điểm này thì ông ta đều đích thân đến mà bố thí kính dâng quà cho những hành khách, những người dân Ấn Độ lúc bây giờ. Và trong câu chuyện này được Đức Phật kể là, quý vị biết mỗi ngày là có bao nhiêu người dân Ấn Độ đến không? Mỗi ngày là có đến là 600.000 người đến, mà ông ta đều cho tất cả đầy đủ hết. Mà cái đặc biệt á, thức ăn của đại thương gia Visaha Bồ Tát này là tiền thân của Đức Phật này, đồng với giống như thức ăn của hành khách và những người dân Ấn Độ bây giờ. Đặc biệt chỗ đó, thì từ cái chỗ mà tấm lòng cao cả này, không phân biệt này, mà đã làm cho tất cả những người dân Ấn Độ thời bây giờ rất là kính phục, rất là nể nang khi vị đại thương gia Visaha này. Và quý vị biết không, bị không chỉ toàn dân nước Ấn Độ bây giờ kính phục, mà làm đồng đến trời Đế Thích, ông trời gọi là thiên chủ thiên đế đó, Đế Thích, thiên chủ Đế Thích, gọi là trời vua trời đế thích, đồng đến đó luôn, mà làm việc bố thí đến nỗi mà đồng đến ông trời luôn. Thì lúc này ông trời ông tức quá, ông vua trời Đế Thích tức quá, trời ai mà dám mà lúc đó làm đồng đến trời, có nghĩa là làm đồng đến gọi là trú xứ của cõi trời đó, vua trời Đế Thích, mà làm nóng ngai vàng của ông vua Đế Thích đang ngồi. Ông vua Đế Thích lúc này nổi giận, nói trời ai mà dám mà cả gan mà làm cái ngai vàng, cái chỗ ngồi ta nóng lên như thế này, làm ta phải rời khỏi chỗ ngồi. Thì lúc này ông vua Đế Thích mới nhìn quanh thì thấy đại thương gia Visaha này đang làm việc bố thí không đầu mối không điểm cuối ở dưới trần gian này. Thì ông ta nghĩ trời ơi, ta sẽ làm cho ông này nghèo đi. Bởi vì ông Đế Thích ông nghĩ là nếu như để ông này mà bố thí hoài thì ông sẽ thay địa vị của ta. Cho nên ông tìm cách, ông thử thách mà, ông tìm cách là ông làm cho người này nghèo đi, không còn tài sản, nhưng cuối cùng thì bị thử thách. Với cái năng lực của vua trời Đế Thích làm cho ông đại thương gia Visaha này nghèo khổ, cùng cực, không có cái gì để bố thí nữa hết. Nhưng mà quý vị biết, vua trời Đế Thích thử mà để coi thử cái tâm bố thí cái đại thương gia này có bị nản chí nản lòng hay không. Nhưng mà cuối cùng không nản lòng nản chí quý vị. Cuối cùng là đi tìm trong nhà ông đại gia này, ông tìm trong nhà không còn một thứ gì gọi là bố thí nữa. Cuối cùng ông tìm trong một cái hốc kẹt đó, có một cái liềm và một cái đòn gánh và một bó dây. Thì ông được rồi, đây là phương tiện để chúng ta đi cắt cỏ làm việc bố thí.
Mà ông này ông trưởng giả giàu có mà có đời nào cắt cỏ đâu, nhưng mà vẫn giữ tâm bố thí không bao giờ bỏ, dù thịt nát xương tan ta vẫn thương người, vẫn bố thí cho những người nghèo. Quý vị thấy không? Cái tâm hết sức là cao cả. Mà cái người này là do hiểu thực tướng các pháp là vô ngã, vô thường là khổ, cho cứ làm để mà giúp mọi người, để mà tạo phước. Thì với suy nghĩ như vậy, ông ta mới rời khỏi thành phố, đi ra ngoài cánh đồng, cứ mỗi ngày cứ là cắt cỏ đó, lấy liềm cắt cỏ, rồi bó là hai bó, lấy cái đòn gánh gánh tung tăng trên đường. Thì hai bó về bán được 2 đồng xu, 1 đồng á, thì đo gia đình, 1 đồng thì bố thí. À, khi 1 đồng bố thí không đủ rồi thì những người hành khách thiếu quá, đấy đòi này, ông ơi tôi đói quá mà ông không giúp tôi hả, lúc này ông đồng, cái lòng bố thí quá, ông cho luôn, cho 2 đồng luôn. Thì suốt cả 6 ngày ông cứ nhường như vậy, ông nhìn đói quý vị, nhìn đói, và ngày cuối cùng ông đã gánh hết nổi rồi mà. Cái người ông trưởng già này mà, cái người trưởng già là đẹp lắm, mạnh may lắm, mà đói, nhìn đói 6 ngày á, gánh 2 cái bó cỏ đằng sau á, ngày cuối cùng ông ta té xỉu xuống. Lúc này trời Đế Thích nhìn xuống cảm động và thương xót. Trời Đế Thích là thử thách coi thực tâm ông này có thối chí không, nhưng mà không thối chí. Cuối cùng với cái tâm hết sức là cao cả đó, vua trời Đế Thích đủ năng lực làm cho ông này trở lại tài sản như bình thường. Không chỉ trở lại tài sản bình thường rồi, mà ông ta còn gấp nhiều lần tài sản như trước nữa. Và lúc này vua trời Đế Thích, bây giờ ông hãy cố gắng tiếp tục làm việc thiền đi. Đó, cho nên quý vị thấy không, qua câu chuyện này, bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả. Câu chuyện này quý vị thấy có hay không? Như vậy đó, một cái ông á, ông trưởng giả là keo kiệt, là ông đó là không hiểu thực tướng của các pháp, là vô ngã, là vô thường, là khổ. Cho nên ông ta cứ chấp ngã, chấp ta, chấp cái của ta, cho ai 1 đồng tiếc lắm, cứ ôm hoài. Mà ôm hoài thì sẽ mất tất cả, thấy không? Bị xung vào quỷ nhà vua đó. Rồi cái ông bên này là ông giàu có, nhưng mà ông hiểu thực tướng các pháp, cho nên ông không chấp ngã, không chấp cái của ta, ông xem cái đó là những vật ngoài thân, cho nên ông ta mới mượn nó làm phương tiện để bố thí, sống thương yêu và lo lắng cho mọi người. Đó là 2 cái câu chuyện mà hết sức là Đức Phật dạy chúng ta thấy được cái đạo lý buông bỏ và nắm, bỏ những cái gì không cần thiết và nắm những cái gì cần thiết. Chúng tôi xin trở lại kiểm tra cái định nghĩa gọi là bỏ và nắm. Bỏ và nắm cái nghĩa mà chung đó. Bỏ và nắm nghĩa là chúng ta bỏ đi một đời sống đầy sa đọa, đầy tội lỗi, đầy tham sân si, đầy đố kỵ, đầy ganh tị, để nắm lấy một đời sống đầy đạo đức hơn, đầy thánh thiện hơn, đầy lòng thương yêu, bao dung và tha thứ hơn. Như vậy quý vị hiểu được là các pháp, thực tướng các pháp là thứ nhất. Thực tướng các pháp là sao quý vị? Thứ nhất là sao? Là vô ngã. Thứ hai là sao? Là vô thường. Mà vô thường nó kéo sau rơ móc là gì? Là khổ. Đúng không? Cho nên kéo rơ móc nó khổ dữ lắm, nó nặng. Mình chạy xe còng cành là mệt lắm nha. Đó, thì bây giờ chúng ta đã hiểu được thực tướng của các pháp. Hiểu được thực tướng của các pháp rồi thì bây giờ chúng ta phải làm sao quý vị? Bây giờ chúng ta hãy làm sao? Khi chúng ta hiểu được thực tướng của các pháp rồi thì mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa với cuộc đời này? Sống làm sao để sớm trở thành một con người tốt, một con người thật tốt, một con người tuyệt vời để đem lại hạnh phúc, an lành cho tất cả muôn loài vạn vật. Đó, chúng ta hiểu được thực tướng các pháp rồi. Các pháp là vô ngã, vô thường, là khổ. Hiểu được rồi thì chúng ta phải sống làm sao cho có ý nghĩa với cuộc đời này. Sống làm sao để trở thành một con người tốt, người thật tốt và con người tuyệt vời để đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn loài vạn vật. Đó. Từ từ đưa quý vị vào giấc ngủ êm đềm. Rồi, tiếp tục hiểu được rồi, sống làm sao trở thành con người tốt, người thật tốt và người tuyệt vời. Như thế nào là người tốt quý vị? Người tốt có nghĩa là người không xấu. Mà người không xấu là người như thế nào? Là người tốt. Một định nghĩa hết sức là dễ hả? Dễ hiểu. Không phải cao đúng không? Đó. Cho nên là người
Người như thế nào là người người tốt? Là người không xấu. Người không xấu là người tốt. Người không xấu là người như thế nào? Người không xấu là người, là người không làm khổ người khác, không làm hại người khác, không muốn người khác xấu. Như vậy là người, người tốt. Người không xấu là người không làm khổ người khác, không làm hại người khác và không muốn người khác khổ. Ấy gọi là người, người tốt. Đó. Rồi quan trọng cái người mà người quan trọng người không xấu á, là mình không muốn ai xấu hết. Không muốn ai xấu là mình luôn luôn hy vọng rằng con người luôn luôn tốt. À, đây là cái dấu hiệu cho ta thấy được người tốt luôn luôn là hy vọng như vậy. Đúng rồi, cái người mà không xấu có nghĩa là không mong muốn người nào nào xấu, mà mong muốn người mọi người đều tốt. Đó, là quan trọng cái người người tốt là dấu hiệu để chúng ta thấy được người tốt là như vậy. Và vì muốn mọi người tốt cho nên không nghĩ xấu ai hết, không nói xấu ai hết, mà luôn luôn sợ làm cho người ta ta gì? Ta buồn, ta khổ, ta tổn thương. Vì muốn mọi người tốt cho nên không nghĩ xấu ai hết, không nói xấu ai hết, mà luôn luôn sợ làm cho người ta ta buồn, người ta khổ. Đó là cái người, người tốt. Người tốt là người không, không xấu. Vậy. Người tốt là người không xấu. Và chúng ta ví dụ á, cái người tốt, ví dụ á, mình nghe một người nào đó nói xấu, thì mình cứ nghe đi cái đã, biết người đó tốt hay xấu mình chưa biết, mà mình phải lắng nghe. Mà nếu mà mình biết chắc người đó xấu, là mình phải làm sao? Là mình phải xót xa, phải thương hại, đừng căm ghét người đó, mà mình phải thay vào đó bằng một trái tim thương yêu, một trái tim bao dung và một trái tim tha thứ để cho người đó sửa sai. Bây giờ chúng ta làm được cái đó chưa? Bây giờ làm nghe người ta nói xấu rồi bắt đầu mình nó tìm cách mà nói xấu tiếp, nói xấu kiếp này hết rồi đây mang đến kiếp sau nữa, nó nguy hiểm lắm, đúng không? Đừng nói xấu nữa quý vị. Mình nói xấu thì có người khác nói xấu lại mình. Đó, chính nhân quả là vậy à. Mình mong muốn người ta tốt thì mọi người trở lại thương yêu mình. Mà mình nói ác người ta thì chỉ như mọi người đến chửi mình. Nó nhân quả là vậy à. Cho nên chúng ta phải thấy được cái đạo lý này. Sống trên cuộc đời này phải là như vậy. Phải đùm bọc, phải thương yêu nhau. Đừng bao giờ lấy oán, diệt oán thì oán như thế nào quý vị? Oán càng tăng, càng bốc lửa. Mà khi bốc lửa đến rồi nó đốt cháy không? Đốt cháy ghê lắm. Mà khi chúng ta mà oán hờn mà sân hận rồi đó, Đức Phật nói thà chúng ta lấy cái dao cứa cổ mình chết một đời cho các con đừng để tham sân si nó chiếm tâm con. Mà khi tham sân si chiếm tâm con rồi, không chỉ nó giết con chết đời này mà nó giết con chết mãi mãi những đời về sau nữa, rất là nguy hiểm quý vị. Thà lấy dao giết một đời thôi chứ đừng để tham sân si làm chủ. Không chỉ giết các con đời này mà mãi mãi đời về sau các con cũng chết vì cái đó, rất là nguy hiểm. Bây giờ sợ nói xấu ai chưa? Đừng nói xấu nữa. Mà không nói xấu thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người. Đó. Nghe ai xấu, nghe người ta đồn người nào xấu thì mình vẫn nghe đó. Nhưng mà mình biết chắc người đó xấu rồi thì mình phải xót xa, phải thương hại, đừng căm ghét người đó, mà hay vào đó một tấm lòng, một trái tim yêu thương, bao dung và tha thứ để rồi cho người đó có cơ hội sửa sai. Đó. Quý vị thấy có đậm đà không? Tình cảm không quý vị? Thiêng liêng không? À, thiêng liêng đúng không? Rất là thiêng liêng. Và nếu như chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta không làm con người tốt á, thì còn nếu như mà trong đầu mình luôn luôn nghĩ xấu người đó, muốn người đó phải tổn thương, muốn người đó mất danh dự, mất uy tín trước mọi người, thì mình sẽ trở thành người xấu rất nhanh. À, theo nhân đó. Ở đời mà chúng ta trong đầu chúng ta luôn nghĩ xấu này, làm tổn thương người đó này, muốn người đó phải mất danh dự này, mất uy tín trước mọi người, thì lập tức lúc đó là mình như thế nào quý vị? Mình sẽ trở thành người xấu ngay lập tức, và mình sẽ tổn thương và mất giá trị sau này. Đó, cho nên Đức Phật dạy một đạo lý là chúng ta phải biết tùy hỷ vui theo trước sự thành công của mọi
mọi người. Mà một người nào đó tu tập đạo lý tùy hỷ á, thấy mọi người tu tập được giàu sang, được mọi người thương yêu là mình phải tùy hỷ theo. Mà khi mình tùy hỷ trước sự thành công của mọi người á, thì mình trên cuộc đời của mình là luôn luôn thành công và tốt đẹp. Còn ngược lại, chúng ta nói xấu, tìm mọi cách hãm hại, đè bẹp người đó, làm hại người đó, làm tổn thương danh vọng người đó, uy tín người đó, thì mình suốt cả trong cuộc đời mình đều bị thất bại. Đó là nhân quả. Chúng ta thấy được đạo lý này, để tu để tạo phước, đừng bao giờ mình làm mất phước. Chúng ta hiểu được đạo lý như vậy rồi, cho nên trong lúc sống chúng ta đừng bao giờ nói xấu và đừng bao giờ làm hại người khác. Chúng ta muốn tạo phước, muốn mọi người thương mình, muốn mọi người gần gũi, chăm bón mình, chăm lo mình, thì mình phải làm như thế nào? Là mình phải trong lúc sống chúng ta đừng bao giờ nói xấu và đừng bao giờ làm hại người khác, đừng bao giờ làm khổ người khác. Đó là một cái đạo lý mà chúng ta phải nắm. Và thường thường quý vị biết cái người á, thường á, cái người tốt là cái người hay cả tin. Quý vị đồng ý chỗ này không? Cái người tốt là người hay cả tin, thấy ai cũng thương hết mà, đúng không? Không nghĩ ai xấu hết mà người này hay cả tin. Mà cái người hay cả tin á, thì người ta hay bị gạt, hay bị lợi dụng. Mà người cả tin là người tốt quý vị, nhưng mà ban đầu chưa có phước thì người ta bị gạt. Nhưng mà khi đó cái người mà tốt này cả tin này, bởi vì người tốt là người không xấu là không mong muốn người nào xấu hết, mà luôn luôn sợ làm cho người ta buồn, mà khi nào trong tâm cũng mong muốn mọi người tốt. Đó là người tốt, đúng không? Cho nên khi mà bị người ta gạt rồi đó, người ta không buồn. Khi bị gạt rồi mà người ta vẫn tiếp tục tin yêu con người, tiếp tục sống đẹp, nghĩ tốt người đó, từ cái chỗ mà cái tâm nguyện tốt đó từ từ tạo phước nhiều, mà cái phước nhiều rồi thì cái phước này sẽ bảo trợ, che chở cho người này, và không còn ai lừa gạt người này nữa. Đó, ban đầu á thì bị người ta gạt một vài dỗ gì đó, nhưng sau này vẫn tin yêu con người, vẫn tiếp tục không bỏ, vẫn mong muốn mọi người đừng xấu và luôn sợ làm cho người ta buồn, và khi nào trong tâm cũng mong muốn người ta tốt, thì với những ý nghĩ tốt này tạo ra cái phước lớn. Mà khi có phước lớn rồi thì sẽ bảo trợ người này, bảo che người này, luôn luôn là đi đúng, và mọi người thấy cái tấm gương cái phước này rồi thì không ai dám lợi dụng và gạt người này nữa. Đó là cái nhân quả. Chứ chúng ta thường thường bị gạt rồi chúng ta sợ quá, lần thứ hai cho nữa trốn vào phòng, đừng có thấy mình người ta đòi tiếp, đúng không? Đó là người cả tin á mà hay bị gạt, không mà bị hay bị gạt đó là người rất tốt, phải không? Người hay bị gạt là người rất tốt, phải không? Bởi vì người ta cả tin mà. Đó thì chúng ta phải thấy như vậy đó, chúng ta hiểu được vô ngã vô thường là khổ, là chúng ta phải sống làm sao với cuộc đời này có ý nghĩa, sống làm sao trở thành một người tốt, người thật tốt và người tuyệt vời, để đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn loài vạn vật. Thì hồi nãy giờ chúng tôi đã tâm sự với quý vị về là người tốt rồi. Người tốt là người như thế nào? Là người không xấu. Mà người không xấu là người như thế nào? Là người tốt. Người tốt là người như thế nào? Là người không nghĩ xấu người khác, không làm hại người khác, không làm tổn thương người khác, không làm cho người khác mất uy tín và danh dự, mà muốn cho người ta phải thành công. Đó mới gọi là người tốt. Bây giờ người thật tốt là người như thế nào quý vị? Bây giờ tiếp tục có người thật tốt. Con người thật tốt là người luôn luôn thanh lọc nội tâm mình thật sâu quý vị. Người thật tốt là người luôn luôn thanh lọc cái nội tâm mình thật sâu, luôn kiểm soát tâm mình từ những ý nghĩ sai đúng, và người này đánh giá chính mình một cách rất là gay gắt và nghiêm khắc. Đó, có nghĩa là luôn thanh lọc nội tâm, luôn tìm lỗi mình, kiểm soát mình từ những cái ý nghĩ đúng sai, và từ đánh giá chính mình một cách gay gắt và nghiêm khắc. Hãy tha thứ cho mọi người. Hãy tha thứ cho mọi người, chứ đừng tha thứ cho ai? Cho mình quý vị. Hãy tha thứ cho mọi người, chứ đừng tha thứ cho mình. Mình phải hết sức
đánh giá một cách gay gắt nghiêm phức với chính mình đối với những cái pháp sai lầm. Cho nên trong tứ chánh cảnh Đức Phật dạy gì? Tứ chánh cảnh là bốn cái mà chúng ta phải luôn luôn tinh chuyên và nhớ nghĩ. Thứ nhất là các điều ác chưa sanh thì chúng ta cố gắng làm cho nó đừng sanh. Các điều ác đã phát sanh rồi thì chúng ta phải cố gắng làm cho nó đoạn diệt. Những điều thiện chưa sanh thì chúng ta phải cố gắng làm cho nó phát sanh. Và những điều thiện nó đã phát sanh rồi thì chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần hãy đó. Cho nên người thật tốt là người luôn luôn thanh lọc nội tâm mình, kiểm soát từng giờ từng phút, coi thử mình có nói xấu ai không. Nếu mà nói xấu thì mình phải sám hối liền, đừng để cái ý niệm đó nó kéo mình đi rồi nó làm đủ thứ chuyện trên đời hết, khổ lắm. Mình đã khổ rồi mọi người cũng khổ rồi. Cái người mà hay ngồi lê đôi mắt nói xấu người này nói xấu người kia, khổ mình khổ người lắm. Mà bây giờ mình là người Phật tử rồi, là người rất là hiền lành, đúng không? Là đệ tử Phật mà, Phật tử là con Phật thì phải giống ai? Giống Phật chứ đừng có giống ma. Mình giống ma đó, là ma đó là tham sân si phiền não. Mà hàng ngày mình sống tham sân si phiền não là mình gặp ai? Gặp cái ông Diêm Vương, ông vậy gọi. Mà bây giờ quý vị muốn gặp Phật không? Muốn gặp Phật thì phải sống con người tốt, con người thật tốt và luôn luôn niệm Phật. À, khi chúng ta mà luôn luôn đó, thanh lọc được nội tâm, chúng ta kiểm soát cái lỗi mình từng ly từng phút, đừng làm cho người khác buồn, là mình phải niệm Phật. Chỉ có phương pháp niệm Phật mới làm cho tâm mình định, tâm mình thanh tịnh, cái tâm mình êm ả thanh tịnh rồi, khi đó chúng ta sẽ thấy hết những cái lỗi lầm của mình. Mà khi mình thấy hết lỗi lầm của mình thì khi đó mình mới sửa được. Còn nếu mà mình không thấy thì mình có sửa được không? Không sửa. Như vậy muốn thấy lỗi lầm mình từng ly từng tí, mình thấy được tất cả hết lỗi lầm của mình thì mình phải niệm Phật để cho tâm mình lắng động. Khi tâm mình lắng động rồi, có trí tuệ rồi thì mình sẽ thấy lỗi, mà thấy lỗi rồi mình sẽ sửa sai rồi từ đây về sau mình không tạo lỗi nữa. Đó là người thật tốt. Chúng ta xin lấy ví dụ một cái bể nước nó chao đảo thì chúng ta có thấy những gì ở dưới bể không? Không. Mà khi cái bể nước nó lặng tờ, nó im phăng phắc êm ả rồi thì chúng ta có thấy những cái gì ở dưới bể không? Cũng vậy, khi tâm của chúng ta mà bị con khỉ gì quý vị biết không? Con khỉ mà tham sân si đố kỵ tịch đố, nói xong người này nói xong người kia, lại làm cho tâm mình chao đảo phiền muộn. Thì tâm không định thì chúng ta không thấy lỗi của mình, mà không thấy lỗi của mình thì không sửa, mà không sửa thì suốt cả cuộc đời là làm con người gì? Người xấu. Quý vị đồng ý chỗ này không? Người xấu chứ nữa, đâu phải người tốt. Đó. Chứ người tốt thì đâu nỡ làm nỡ lòng nào mà nói nặng với người ta đâu. Đâu nỡ lòng nào mà làm cho người ta buồn đâu. Đúng không? Người tốt là tuyệt vời như vậy đó. Còn khi mà tâm chúng ta niệm Phật thanh tịnh rồi thì chúng ta sẽ thấy hết tất cả những cái lỗi lầm của mình. Mà khi thấy hết lỗi lầm của mình thì mình sửa rồi là mình trở thành cái người như thế nào? Người tốt. Bây giờ hôm nay mình cứ nói xấu tốt vậy ha. Mà hồi sáng giờ chúng tôi tâm sự cái đề tài này quý vị có dễ hiểu không? À, cái nào không hiểu thì đưa tay lên ha. Rồi, giờ bây giờ mình tiếp tục nha. Như vậy đó, cái người thật tốt là cái người như thế nào? Là luôn thân lập nội tâm mình và luôn kiểm soát tâm mình từng ly từng phút. À, rồi tiếp nữa mà trong cuộc sống này có nhiều cái lạ lắm. Có nhiều cái lạ là cái gì? Nhiều khi ý nghĩ nè, tư tưởng này, quan điểm mình của mình sai mà mình vẫn tìm cách binh vực cho mình là đúng. Đó, cái lạ ở cuộc đời vậy đó. Nhiều khi ý nghĩ mình sai, tư tưởng mình sai, quan điểm mình sai mà mình luôn luôn binh vực là cho ý kiến, tư tưởng, quan điểm mình là đúng. Mà cái người này không chịu khiêm hà lắng nghe rồi đó thì người ta cứ cho mình khi nào mình là đúng hết đó, là không sai. Mà khi nào cũng cho mình là đúng hết rồi thì người này dễ sân hận, dễ trách cứ, trách mắng người khác được. Bởi vì người ta luôn luôn cho mình là trên, là đúng, cống cao ngã mạng. Đó. Cho nên cái người mà ở đời đó luôn cống cao ngã mạng, không chịu lắng nghe đó, thì người đó thật là uổng cả cuộc đời. Còn ngược lại, một người cho dù tu giỏi cỡ nào, danh vọng cỡ nào,
mà người ta luôn xem người ta là một cái cọng cỏ, là một hạt bụi, luôn biết lắng nghe khiêm hà tất cả những ý kiến mọi người, thì người này là người hết sức là tuyệt vời, quý vị. Đó, chúng ta phải lắng nghe để rồi chúng ta thu thập những cái kiến thức để rồi chúng ta tu tập. Cho nên như chúng ta cố chấp một ý kiến của mình, không nghe ai hết thì chúng ta không có phát triển được. Cho nên cái đạo lý khiêm hà rất là hay, là chúng ta tăng trưởng đạo đức. Và quý vị biết, ở biển thấp hay là cao quý vị? Biển thấp hay là cao? Nó thấp, cho nên là tất cả những con suối, con sông, con đập đều đổ về biển. Là bởi vì biển thấp, biển khiêm, khiêm hà biết lắng nghe. Đó, thế đó là cái đạo lý khiêm hà. Mà hàng ngày chúng ta biết đạo lý khiêm hà rồi, chúng ta lắng nghe thì chúng ta sẽ thu thập biết bao nhiêu cái điều hay là phải. Còn nếu như chúng ta hay cố chấp mình là đúng rồi thì mình không xấu, mà cứ cho mình hoài như vậy á, thì mình không học được cái gì hết. Đó, cho nên là chúng ta phải biết được như vậy. Và quý vị biết đó, cái người thật tốt là người luôn luôn kiểm soát tâm mình từng giờ, từng phút, luôn tìm lỗi của mình, tìm rất là sâu sắc và dùng cái trí tuệ sắc bén để tìm lỗi của mình. Đó là người thật tốt, khi nào cũng là lạy Phật sám hối, luôn tìm lỗi mình để mà sửa. À, là cái người mà gọi là người thật tốt. Và chúng tôi thường thường á, chúng tôi thường buổi sáng chúng tôi lạy Phật Di Đà, chúng tôi phát nguyện và chúng tôi xin đọc cho quý vị biết được cái lời phát nguyện này. Thường thường buổi sáng chúng tôi phải lạy Phật A Di Đà, thì chúng tôi soạn ra cái này chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính lạy Đức Phật A Di Đà, chúng con tên là Trương Quang Khởi, pháp danh Thích Tâm Hải. Nên chúng con quỳ trước Ngài, thành tâm dâng lời sám hối và phát nguyện. Kính lạy Ngài, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, do vô minh che lấp, chúng con đã lỡ tạo biết bao nhiêu tội lỗi, thật đáng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nay chúng con quỳ trước đức tướng trang nghiêm của Ngài, xin thành tâm sám hối, ngự nguyện trên Ngài, chứng minh cho lòng thành kính của chúng con. Kính lạy Ngài, chúng con xin nguyện rằng, từ đây và mãi mãi về sau, xin cho chúng con luôn thấy lỗi lầm của mình và đừng bao giờ nói xấu hay thấy lỗi lầm của người khác. Nguyện cho trái tim của chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho tất cả. Nguyện cho chúng con luôn biết tùy hỷ và vui theo trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. Nguyện cho con đừng bao giờ sân tâm đố kỵ và ganh ghét trước sự thành công của người khác. Nguyện cho chúng con khi xả bỏ báo thân này được sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi đọc xong rồi, chúng tôi quỳ xuống đọc xong rồi, bây giờ chúng tôi mới lạy Phật. Ít nhất là 48 lạy, nếu có thời gian chúng ta lạy càng nhiều càng tốt. Đây là lời nguyện trước khi chúng tôi lạy Phật. Quý vị nghe có hay không? Đó, cho nên là chúng ta muốn làm con người tốt, muốn làm thánh, muốn làm Phật thì chúng ta phải làm sao? Là chúng ta phải hy sinh cuộc đời. Có nghĩa là chúng ta muốn làm Phật, muốn làm thánh, muốn người làm người tốt, người thật tốt, là chúng ta phải hy sinh cuộc đời mình, lo cho mọi người, phụng sự cho mọi người. Đó mới đúng lời Đức Phật dạy, gọi là phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật. Đó, mình làm như vậy mới gọi là đệ tử thứ thiệt của Đức Phật. Còn mình không phải làm như vậy là mình đệ tử giả của Đức Phật. Nó cũng giống như là vàng giả, vàng thiệt. Vàng thiệt quý vị quý không? Quý không quý vị? Còn vàng giả quý vị quý không? Bây giờ quý vị muốn làm đệ tử thứ thiệt của Đức Phật thì chúng ta phải suốt cả đời là phụng sự chúng sinh cúng dường chư Phật. Mà chúng ta phải hàng ngày kiểm soát tâm mình từng giờ từng phút, để mới đem lại an lạc cho mọi người. Đừng bao giờ đem niềm buồn đến cho mọi người. Đó mới gọi là đệ tử thư thiệt. Đó là vàng 4 số 9. Rồi, như vậy là người tốt, người thật tốt, quý vị hiểu rồi. Bây giờ đến là từ con người tốt, người thật tốt tiến lên con người, người tuyệt vời. Người tuyệt vời là người như thế nào? Là người không có chỗ chê. Đúng không? Mà người không có chỗ chê là đầu tiên là người đó là phải cực kỳ đẹp trai.
Nói đến đây chúng tôi thua rồi, phải không? Chứ ở ngoài đời nói gì đó, cái gì là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, không phải. Nhất nhãn, nhì gia, thứ ba giống, dòng nói. Nói đến đây chúng tôi thua rồi, mấy cái đó chúng tôi thiếu ha. Cho nên là đầu tiên cái người tuyệt vời là người đó là phải cực kỳ đẹp, đẹp trai đó. Và bên cạnh đẹp trai rồi, giọng nói hay rồi, ân cần đạo đức rồi, mà có một trái tim hy sinh sống đẹp cho mọi người, từ độ, độ tha đó. Mình đã độ rồi mà muốn mọi người cũng được như mình, có là sống đã là tướng hảo đẹp rồi, nhưng mà mình không vì cái tướng đó mình chấp, mình ích kỷ, mà mình vận dụng cái thân này hy sinh làm phương tiện để luôn luôn đem đến cái niềm vui, niềm an lạc, cái tu tập cho mọi người. Đó là người tuyệt, tuyệt vời. Đó. Cho nên cái người mà người tốt, người thật tốt, người tuyệt vời đó, mà cái người thật tốt và cái người tuyệt vời á, luôn luôn cái vì sao sống luôn luôn là bao dung, khi mà giao tiếp với mọi người nè, người ta luôn luôn là bao dung, yêu thương và tha thứ, mà luôn luôn là tử tế và tử tế một cách sâu sắc. À, nói cái gì cũng đánh đo cân nhắc hết, mình phải nói làm sao mà đem lại cho người ta hạnh phúc an lạc thì mình nói, còn những lời nào mà đem lại cho người ta đau khổ là mình không nói. Đó là người thật là tử tế đó. Thì hôm nay cái đề tài, xin nói lại cái đề tài chúng ta tâm sự với quý vị, đề tài gì vậy? Bỏ và nắm. Bây giờ mình bỏ những cái gì? Mình có phải là bỏ cục muối để nắm cục vàng không? Có phải bỏ 1.000 mà nắm 100 không? Không phải thì mình bỏ cái gì, mình nắm cái gì đây? Mình xin trở lại cái định nghĩa đó. Định nghĩa là bỏ cái gì? Chúng tôi cũng quên nữa rồi. Định nghĩa chung cho hai động từ bỏ và nắm, nghĩa là chúng ta bỏ đi một cái đời sống đầy sa đọa, đầy tội lỗi, đầy tham sân si, đầy đố kỵ, đầy ganh tị, để nắm lấy một đời sống đầy đạo đức hơn, đầy thánh thiện hơn, đầy lòng thương yêu, bao dung và tha thứ hơn. Rồi quý vị vào giấc ngủ rồi thì kết thúc lúc đây luôn nha. Xin lại, bây giờ chúng ta hãy bỏ tất cả những gì không không thật, mà nắm những gì có thật. Chúng ta chết không phải là hết, chết là chúng ta mang theo tội và phước, cho nên chúng ta phải nắm cái tội và cái phước, chứ đừng có nắm cục vàng. Phải bỏ cục vàng đi, mượn cục vàng, bỏ cục vàng là mượn nó mình bố thí. Mà cái tuyệt vời nữa, hãy bỏ tất cả đi mà nắm duy nhất một câu: Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó là tuyệt vời chứ đó. Đó một cái chúng ta được tất cả là nắm Nam Mô A Di Đà Đà Phật, không có gì bằng. À, thôi thì trong buổi tâm sự về buổi pháp bỏ và nắm này, nếu có gì sơ sót mong quý vị hãy góp ý. À, sau này chúng tôi sẽ tâm sự tốt hơn nữa. Trước khi dứt lời, chúng tôi cũng thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe, và luôn có một trái tim sống vì người, và luôn thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện